bạn trưởng thành đến nay, sân trường chưa có một cành phượng đỏ, nấy cũng chưa thật rực rỡ, ve cũng chưa thật đông rang. Thế mà chúng em đã bước vào mùa chia tay, xa thầy cô, xa mái trường đã gắn bó suốt 4 năm qua. Nhớ lại những ngày đầu tháng 9 năm 2019, những ngày đầu thu mà khí trời vẫn oi bức như tháng năm của mùa hạ, chúng em bước vào ngôi trường với bao ngỡ ngàng, trường lớp mới, thầy cô mới, bạn bè mới. Thế mà giờ đây chúng em đã khôn lớn trưởng thành. 4 năm học, một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để khắc ghi bao kỷ niệm bên mái trường, thầy cô, bè bạn. 4 năm học, chúng em đã chứng kiến những đổi thay của ngôi trường, từng cơ sở vật chất đến trang thiết bị học tập. 4 năm học, chúng em đã được sống dưới tình yêu thương, chăm sóc, dìu dắt của các thầy cô. 4 năm học, để rồi chia xa, nếu nhắm mắt lại, chúng em vẫn có thể hình dung được từng chiếc ghế, hàng cây, ô cửa sổ. Nếu nhắm mắt lại, chúng em vẫn hình dung được bao nụ cười, bao giọt nước mắt. Dưới mái trường trung học cơ sở Tam Quan, chúng em đã nhận được sự dạy bảo tận tình và lòng thương yêu của thầy cô. Khi tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng lên, nhiều bạn học sinh giỏi cấp thị xã, các môn văn hóa, nhiều bạn đạt thành tích cao trong phong trào thể dục thể thao. Viết về những thành tích nổi bật này là để chúng em được nói lời tri ân với công lao to lớn của thầy cô. Nhưng kể sao cho hết công lao ấy, nói sao cho hết những hy sinh thầm lặng ấy của thầy cô dành cho chúng em. Thầy cô cho chúng em bài học làm người, dìu dắt chúng em những bước đầu chập chững trên hành trình cuộc đời. Thầy cô dạy cho chúng em biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, chỉ cho chúng em cách tìm thấy nụ cười sau những giọt nước mắt, động viên chúng em chạm tay vào vinh quang và hạnh phúc bằng chính nghị lực và trí tuệ của mình. Trong dòng cảm xúc này, chúng em cũng không biết nói sao cho trọn nghĩa tình yêu thương mà thầy cô đã dành cho chúng em. Chúng em cũng biết rằng không ít lần chúng em khiến thầy cô phiền lòng, cũng không ít lần chúng em nhìn thấy sự lo lắng mà thầy cô dành cho chúng em. Chúng em nợ thầy cô rất nhiều lời xin lỗi. Cha mẹ cho chúng em một dáng dấp, hình hài để sống, để yêu thương. Còn thầy cô cho chúng em hành trang trên tóc, đôi cánh để bay vào cuộc đời mê mông này. Một lần nữa, chúng em xin gửi ngàn lời tri ân tới các thầy cô. Sẽ đến lúc chúng em phải nói lời tạm biệt ngôi trường này, nhưng dù thời gian có trôi, vạn vật có đổi thay, thì tấm lòng của chúng em với thầy cô, mái trường vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên. Chỉ có vài ngày nữa thôi, quãng đời học sinh trung học cơ sở sẽ kết lại. Chúng em vẫn tiếp tục trên con đường học tập ở một môi trường mới, nhưng mái trường trung học cơ sở Tam Quan sẽ mãi là ngôi nhà nhỏ để chúng em dù ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ hướng về, tìm về. Chúng em biết dù chia tay mái trường, nhưng thầy cô vẫn từng ngày từng giờ dõi theo bước chân của chúng em trên những chặng đường đi tới. Và điều duy nhất chúng em có thể làm lúc này, món quà ý nghĩa nhất chúng em dành tặng cho thầy cô lúc này, chính là ý chí phấn đấu hết mình trong học tập để đủ sức vượt qua kỳ thi vào 10 đầy quan trọng sắp tới để đến với bến bờ thành công. Cuối cùng em xin gửi lời chúc tốt đẹp đến thầy cô đến trường trung học cơ sở Tam Quan. Chúc quý thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp.